Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại Shop Bạn Giáo Viên ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Shop Bạn Giáo Viên có về một số cây mai giấu Tân Châu ha. Bông rất đẹp nè. Đây có một bông nữa vậy. Cái cây này tại nhà ha. Trồng dưới đất nè. Chưa có bứng lên. Bông rất đẹp. Nến nậu có nụ. Rồi, chào em. Xin chào anh Tâm, em chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác của mình trên toàn quốc nha. Hôm nay thì em lại có dịp quay tới cho anh chị mình xem một số cây mai giảo Tân Châu tại shop Mai Vàng Trúc Biên. Thì đây là một cái clip dạo để em giới thiệu sơ về một số cây tại shop nha anh chị. Đây là những cây em trồng tại nhà luôn. Để cho anh chị mình tới tham quan, có thể là ưng ý thì có thể chốt luôn nha anh chị ha. Tết tới thì em vẫn mở cửa xuyên Tết luôn. Anh chị mình tha hồ mà chọn mai nha. Thì những cây em trồng đây đều là mai giảo Tân Châu nha anh chị. Thì năm nay em được trồng, em xuống đất rồi nè. Có những hoa như thế này anh chị ha, rất là đẹp luôn. Đẹp ha. Dạ, hoa nhiều cánh hai lớp ha. Đấy. Hoa tươi vàng tươi. Đấy. Nụ thì cũng rất là nhiều nha anh chị, nụ quá trời luôn. Đó, có cây thì cũng đã bung vỏ trấu rồi. Thì những cái cây này là em trồng tại đất luôn, anh chị nào mà thích thì em có thể là bứng lên cho mình, hoặc là anh chị có thể tới tại shop và chỉ và chọn ha. Em cũng trồng một số cây ngoài sau kia rất là nhiều nha, vô chậu luôn luôn, từng chậu. Đấy. Còn số cây thì giống như những cây này là mai thường mình thôi. Mai nhà thôi, mai thường, mai năm cánh mình. Đây là mai hồi đó của ba em để lại nè, ba em trồng chơi nè. Còn những cây bên đây là giảo Tân Châu, là ba em là trồng thuần chợ thuần dưới đất. Rồi mình cùng tiếp nối với lại shop Mai Vàng, cùng tiếp nối với kênh Thanh Tâm, thì em sẽ dẫn anh chị mình vào xem những cây mai giảo Tân Châu hôm nay em quay nha. Rồi hôm nay bên em vườn cũng còn rất là nhiều cây nha anh chị ha. Còn rất là nhiều cây luôn, anh chị mình tha hồ mà lựa chọn nha. Dán trực, dán lông, dán lắc lượng đều có hết nha anh chị ha. Để phục vụ cho anh chị mình năm Tết Giáp Thìn xuân năm 2024 hôm nay. Dạ. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Hoa chùm. Đây quý vị. Đó. Một nụ ta ra tới là 5-6 bông vậy đó anh chị ha. Mà hoa cánh hoa rất là dày, gió thổi không có bay luôn anh chị. Đó. Rất là đẹp ha. Màu hoa rất là tươi. Đấy. Nhiều cây thì có rất là nhiều nụ rồi nha anh chị, rất là nhiều nụ luôn. Rồi hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị mình xem một số cây dán lắc lượng và dán lông ha. Anh chị mình tham khảo thêm. Anh chị mình giúp em nha, canh mặt nụ giùm em để về mình chơi Tết nha. Anh chị nào ở miền Bắc và miền Trung á, thì thời tiết lạnh thì anh chị mình xem mặt nụ để mình chọn cây. Anh chị nào ở miền Nam thì mình thời tiết ấm thì mình chọn cây, mình cũng xem mặt nụ giúp em. Và em báo luôn cho anh chị mình ha, là cái ngày 18 âm lịch ở dưới bên em á, thì shop sẽ không có còn vận chuyển cho các anh chị miền Bắc và miền Trung nữa, tại vì bên cái bưu cục Viettel họ đã ngưng vận chuyển, họ nghỉ Tết sớm. Và bên nhà miền Nam thì ngày 20 ta âm lịch mình nha anh chị ha, 20 âm lịch là bên em sẽ không nhận chuyển vận chuyển cây. Đối với những anh chị nằm ở tỉnh lân cận như Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp gì đó, gần ở shop khoảng tầm từ 100 đến 200 km đổ lại, bên em sẽ giao bằng xe máy cho mình nếu anh chị mình mua từ 2 cây trở lên nha. Rồi, cái địa chỉ của shop em xin nhắc lại luôn anh chị mình là ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số hotline là 0939779318, đồng thời cũng là số Zalo của shop luôn. Và shop có cái ưu đãi cho anh chị mình là sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả anh chị em mình khi mua cây. Không làm mất thời gian của anh chị mình nhiều nữa đâu. Em dành luôn cây đầu clip là cây mã số 41 ha. 41 ha. Dạ. Lắc lượng. Quá trời nụ luôn. Quá trời nụ luôn. Đây quý vị. Anh chị mình canh mặt nụ để chơi Tết nha. Chứ bên shop thì chỉ tước lá cho anh chị mình thôi chứ không có canh được, tại vì thời tiết mỗi vùng miền mỗi khác anh chị ha. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m02. Tán ngang cây này là 1m nha. Quanh cái này là 10. Quanh cái này 15 nha anh chị. Cái này quanh 15. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 36. Anh chị mình nhớ để ý cái đường kính bầu, để anh chị mình muốn mua cây mà vô chậu á thì mình lấy cái đường kính đó mình sắm chậu anh chị ha. Cây này dán lắc lượng, tay cành cũng rất là đều nha anh chị ha. Nút nụ thì hiện tại có những chỗ đã bung vỏ trấu rồi nha. Có chỗ bung vỏ trấu rồi nè, đó, đang bung đây. Đó. Anh chị mình cứ xem canh mặt nụ anh chị mình chọn cây nha. Rồi đây mã số 41 nha, mã số đầu clip em giao lưu với anh chị mình giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 42 nha. 42. Cây dáng lắc lượng rất là đẹp ha. Chiều cao mình tầm 1m thôi anh chị ơi. Tán ngang cái này khoảng tầm 1m1 nha. Rồi qua đây mình là 17 nha. 17 hơn tính 17 thôi. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 35. Đây. Cây này tàn tròn cái dáng lắc lượng anh chị ha, dáng lắc lượng. Nút nụ thì cũng nhiều nha. Nhưng mà nút nụ thì anh chị mình phải canh giúp em nha. Nút nụ này thì anh chị nào ở miền Bắc, có thể là miền Trung, thời tiết lạnh thì có thể là chơi, nếu có thể là nhìn là chơi không kịp rồi đó. Nhưng mà nếu mà anh chị mình ở miền Nam, có thể mình về mình canh mình chơi kịp nha anh chị ha. Thời tiết nó ấm thì nó dễ bung nụ hơn. Và có thể là kịp Tết. Thật sự thì cái thời tiết
ở mỗi vùng miền nó khỏi khác nhau nên chị mình thông cảm giúp em nha. Đây, ở đây cái nhánh này nó có bị tét, bị xước nè. Đó, bên em có để như thế này cho anh chị mình xem ha, anh chị mình thấy dễ kiểm tra hơn khi nhận cây. Nó tét nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới tay cành hết nha anh chị. Đấy. Rồi mã số 42 này shop em giao lưu với anh chị mình giá 1,5 triệu nha. Cây này đế cũng đẹp lắm. Dạ. Rồi em qua một cây dáng lắc lượng nhìn rất là đẹp nha anh chị, tàn tròn đều luôn, cây mã số 43 nha. Cái này tông cũng cao xíu ha, chiều cao mình khoảng tầm 1m3 trở lên ha. Tán ngang của mình ở đây khoảng tầm gần 1m thôi, 95 mà. Hoành mình 16 nha anh chị, đường kính bầu cây này khoảng tầm 35 nha. Cái này tàn xòe rất là đẹp nha, nút nụ này thì anh chị mình canh để chơi Tết nha. Đấy, nút nụ còn như thế này nè, đó. Anh chị nào mà muốn kịp Tết thì mình về mình xử lý nụ giúp em ha, tưới nước gì đó hoặc là mình làm sao đó mình tưới dưỡng rễ gì đó cho nó mau bung. Đấy, tùy vào cái thời tiết mỗi vùng miền anh chị mình chăm sóc nha. Rồi mã này mã 43 shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1,5 triệu nha anh chị ơi. 1,5 triệu ha. Em qua mã số kế tiếp, mã số 44 luôn anh chị ơi. 44 lắc lượng. Đây, số lên chiều cao của mình khoảng tầm gần 1m2, tán ngang của cây này khoảng tầm 1m1. Cây này co lắc lượng cực kỳ đẹp luôn anh chị, rất lực ha. Quạnh đây 18 nha anh chị, đế này có một củ nhỏ trên, đường kính bầu cây này 38 nè, nhỏ xinh xinh thôi anh chị, cũng không bự lắm ha, nhưng mà cái co nó lắc lượng rất là đẹp, người ta thả tại cành nhìn đẹp lắm anh chị ha. Đấy, trên cây thì có những cái nút chỗ mà nút nụ nó ra nó bung vỏ xanh luôn rồi nè anh chị, múp luôn rồi nè ha. Còn ở trên hiện tại thì nó sẽ như thế này thôi. Đó, anh chị mình nhìn cái mặt nụ mà canh ha. Hôm nay là 16 mình âm lịch rồi, cũng còn khoảng tầm 1-2 ngày nữa là em sẽ không còn giao vận chuyển cho khu vực miền Bắc rồi đó. 18 là em đã hết vận chuyển rồi, anh chị mình tranh thủ mua cây giúp em nha. Đấy, mình chơi Tết một năm mình mua cho nó kịp mình chơi Tết anh chị ha. Đây mã số 44 nha anh chị, em để anh chị mình giá là 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu thôi. Rồi qua một cây dáng lắc lượng, cây này cái co lắc lượng cực kỳ đẹp, người ta vẽ cực kỳ đều anh chị thấy không? Đây. Đó, rất là đều luôn á. Ở trên cũng vậy ha. Và tàn nó cực kỳ to nha, tàn tròn mà to dữ lắm. Rồi chiều cao cây này khoảng tầm chưa tới 1m anh chị, 95 à. Tán ngang của cây này khoảng tầm 1m15. Tàn cây này khá là to ha. Hoành cây này 16 anh chị ơi. Rồi kính bầu cây này khoảng tầm 37. Có đế đâu hết anh chị ha, có đế hết luôn. Chị mình tham khảo thêm những cây này ha. Thích những cái dáng tông như thế này anh chị mình có thể là xem mã số, xem thông số rồi anh chị mình chốt cây với bên shop em nha. Ủng hộ shop mỗi người một cây cũng được anh chị ha. Rồi mã số 45 nha anh chị, giá em giao lưu với anh chị mình là 1,450,000. 1,400,000. Anh chị mình thấy không, người ta vô cái nhôm sẵn cho mình rồi, vô cái co dán thân giữa này sẵn rồi anh chị thấy không, rất là đẹp. Mình về mình chỉ cần chỉnh sửa tay cành lại một xíu nữa thôi, nhẹ nhẹ thôi là đã đẹp rồi. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 46 nha. 46. Chiều cao cái này khoảng tầm 1m1 thôi, tán ngang cái này khoảng tầm gần 1m ha. Đấy. Quạnh đây 16 nha, 16 hơn tính 16 thôi. Được đến bầu cây này khoảng tầm 35, 34. Cây này khoảng tầm đường kính bầu là 34 nha. Nút nụ cây này thì tương đối nó còn nhỏ ha. Anh chị mình về mình kích thêm ha. Đấy, anh chị mình xem cái mặt nụ mình kích. Ở đây nó có chỗ nó ra cái nụ nụ xanh luôn nè. Một nụ ra tới 5 bông anh chị thấy không? Nụ hoa chùm ha. Có chỗ thì nó còn nhỏ nha. Nên anh chị mình cũng xem để ý cái mặt nụ giúp em. Rồi mã số 46 này shop giao lưu với anh chị mình giá là 1,5 triệu nha. Đế cây này cũng đẹp lắm. Rồi qua mã số kế tiếp nha anh chị, mã số 47. Nút nụ đây. Dạ. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m2 nha. Tán ngang cây này khoảng tầm 1m05. Hoành là 18 nha anh chị. 18 hơn tính 18 thôi, được cái bầu cây này 41. Nè nút nụ anh chị thấy không? Nó ngoài chùm nè. Em kéo nhẹ xuống cho anh chị xem. Một nụ ra tới 6 bông luôn. Có chỗ thì nó đã bung xanh, có chỗ thì nó vừa vừa múp múp, có chỗ thì nó mới bung vô chấu nhỏ. Trên tay cành thì nó đa dạng luôn anh chị ha. Ở đây nó có một cái nhánh này nó bị nhỏ, bị tét ở đây nè anh chị. Đây đó thì tét nè, tét cái nách ở trong chỗ này. Đấy, bên em thì để về cho anh chị mình luôn, tại vì nhánh này anh chị mình thích thì mình để, không mình cắt bỏ nha. Nhánh nhỏ không có ảnh hưởng nhiều tới cây đâu anh chị. Rồi đây mã số 47 shop em giao lưu với anh chị mình giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. Dạ. Rồi qua mã số kế tiếp, một cây giáng long ha. Năm nay anh chị nào thích chơi phong thủy ha, giáp thìn nè, năm rồng, anh chị thích chơi phong thủy mình chơi giáng long nha. Tham khảo thêm giáng long nữa nha anh chị ha. Rồi chiều cao cái này khoảng tầm 1m15, tán ngang cái này khoảng tầm 1m1 anh chị ơi, có 1m1 thôi, tán ngang 1m1.
Hoành 16 anh chị. Đường kính bọc cái này khoảng tầm 37. Bên em thì shop em có bán Tân Châu thì những cái dáng đa dạng, giống như là lắc lượng, dáng lông, tàn đều, tàn tròn, để cho anh chị mình phù hợp với những cái không gian bị giới hạn. Giống như là anh chị nào mà không có không gian sân bãi bự á, thì mình có thể chơi những cái cây nhỏ như thế này vẫn được nha anh chị ha. Mình vô chậu nó gọn gọn dễ chơi. Đấy, để trước cửa nhà cũng rất là đẹp ha, trước cửa cổng rất là đẹp luôn. Còn anh chị nào mà có những cái không gian lớn thì mình có thể chơi những cái cây mà to hơn, tàn to hơn xíu nha. Rồi mã 48 này shop em cho lưu với anh chị mình giá là 1,5 triệu nha. Rồi, cây này là tàn đều dáng lông ha. Rồi hôm qua một cây kế tiếp cũng là dáng lông luôn chị ơi. Cây này tàn to hơn xíu nè. Đó, dành cho những anh chị có không gian lớn nè, thích chơi thông thủy. Rồi mã này là mã 49 nha. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m2. Tán ngang của cây này khoảng tầm 1m12. Hoành đây là 18 nha anh chị, 18 hơn, tính 18 thôi. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 38. Đấy. Cây này dáng lông có cái củ nhỏ nhỏ dưới đây nè anh chị. Nó nhỏ nhỏ thôi chứ không bự lắm ha. Đây. Đó, nhỏ nhỏ cho khúc này. Đó. Co thì co dáng lông, lắc lượng rất là đẹp. Lắc lên rất là đẹp ha. Tàn thì tàn tròn ha, tay cành lực nha. Tay cành này to lắm, lực hết rồi. Chi rất là lực ha. Đó. Nắm nhìn rất là chắc chắn. Ở đây nó có cái nhánh bị suốt nè anh chị. Đây tắt nách nè. Xíu em kêu tao quấn keo lại ha. Tại em thấy nụ nó còn nhiều quá nên thôi em cũng không có cắt bỏ. Tét nách ngay đây. Đó. Này mã 49 nha anh chị. Mã 49. Shop em giao lưu với anh chị mình giá 1,6 triệu nha. 1,6 triệu. Dáng lông cây co rất là đẹp, rất lượng luôn. Rồi em qua mã số kế tiếp. Mã số 50. Lên búp xanh luôn nè. Dạ có chỗ bùng chỗ cháu vừa lên búp xanh hết rồi anh chị ha. Chiều cao mình 1m15 nha. Đây là nụ hoa chùm anh chị ha. Đây. Một nụ ra tới 4 bông, 5 bông mà. Chiều cao 1m15, tán ngang mình khoảng tầm 1m1 anh chị ha. Quảnh này 15 thôi anh chị ơi, quảnh 15 thôi. Đường kính bầu 34. Đây nè, cái da nó dưới anh chị thấy không, nó có hơi bị lỗ xíu nè. Giống như hồi xưa người ta, kiểu như người ta uống vô dây nhôm á. Nó có cái vết hằn, nó lỗ đó, không sao. Anh chị mình cứ xem nha, để ý tham khảo những cái chỗ này rồi anh chị mình ưng ý mình chốt cây anh chị ha. Đấy. Ở trên cũng vậy, những cái lớp da của nó sẽ có những cái vết hằn. Giống như người ta kéo, người ta rút cái dây nhôm ra thì nó còn lại anh chị. Đấy. Nút nụ cây này thì tương đối đạt anh chị ha. Nút nụ thì đạt là khá nhiều á. Cái cành cũng đều lắm anh chị ha. Rồi đây là mã số 50 nha. Mã 50 shop em giao lưu với anh chị mình giá 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 51 nha. Đây, 51. Đây, nút nụ đây. Chiều cao cái này khoảng tầm 1m2 hơn ha. Tới ngang cái này khoảng tầm 1m15. Khoảng cây này 18 nha anh chị. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 35. Cây này có cái củ nhỏ nhỏ nè anh chị thấy không? Xinh xinh ngay đây ha. Củ nhô lên nhỏ nhỏ. Cây này dán ở dưới là dán lông. Đấy. Ở trên chắc chút xíu mấy cái tay cành này em cắt em bỏ nè. Đây, cắt bỏ. Tại vì nó nhỏ quá, nó bị xước á. Mình bỏ luôn. Bỏ mấy khúc này. Cái nhánh này nó bị gãy từ nhỏ rồi nè anh chị ha. Có sao thì em sẽ báo về cho anh chị mình trực tiếp dễ chốt cây anh chị ha, mình ngắm nghía mình dễ chốt cây mình tham khảo thêm. Ở trên đây nó có vết lụa nhỏ ngay cái ngọn nè, đó ngay cái nhánh này, đó gần cái bảng giá đó. Rồi mã này mã số 51 em giao lưu với anh chị mình giá 1,4 triệu thôi anh chị ơi, 1,4 triệu thôi. Dạ. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 52 nha. Chiều cao cái này khoảng tầm 1m2, tới ngang cái này khoảng tầm gần 1m1 nha, gần 1m1. Hoành cây này 16 anh chị, 16 hơn, tính 16 thôi. Đường kính bọc cây này khoảng tầm 37. Đó, cây này nút ngủ tương đối ok, đạt anh chị ha. Tay cành thì cũng tương đối được, đều anh chị nha. Về anh chị muốn đẹp thêm thì mình chỉnh sửa lại ha. Ở đây nó có những cái vết lỗ của cái nhánh này nè. Nó cũng ảnh hưởng gì hết đâu nha, cái này cái nhánh thôi. Không thích, mình không thích xài nhánh này, mình xài nhánh bên đây ha. Tại anh chị mình ha. Đấy. Nút nụ trên nhánh thì quá nhiều luôn. Em cũng không, dạ nhánh nào cũng nút nụ nhiều quá đó. No, tròn cũng có, vừa vừa cũng có ha. Về mình canh cái mặt nụ để mình chơi Tết anh chị hay dễ xử lý nha. Về anh chị mình xử lý giúp em về cái mặt nụ để cho kịp Tết nha. Rồi đây là mã số này là mã số 52 nha. Em để anh chị mình giá 1,4 triệu thôi anh chị ơi. 1,4 triệu thôi. Rồi em xin qua mã số kế tiếp nha anh chị. Mã số 53, cây này dán lắc lượng anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m ha. Tới ngang cây này khoảng tầm gần 1m nha. Cái này co lắc lượng rất là đẹp mà.
khoảng 17 anh chị ơi, từ kính vào cái này khoảng tầm 35 đấy. Cái này nó cũng có chỗ nó còn bung cái bông mà nó chưa có bung anh chị, ngay cái búp xanh này nè, chắc nay mai nó bung tới giờ ha. Nút nụ thì nó tương đối thôi anh chị ha, anh chị mình về xem nút nụ ha, vì mình về mình canh mình xử lý giúp em nha. Anh chị đã miền nào thì mình xử lý theo thời tiết miền đó ha, đó, tại vì cái vùng miền mỗi vùng miền thời tiết nó sẽ khác nhau. Rồi mã này mã số 53 thì em để anh chị mình giá 1.600.000 nha, 1.600.000. Cây này có củ nhỏ nhỏ xinh xinh, tàn đều đẹp. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 54 anh chị. Đây, nút nụ đây. Dạ. Chiều cao cái này khoảng tầm có chỗ cũng bung cho cháu rồi nha anh chị, có chỗ bung cho cháu rồi. Cái chiều cao cái này khoảng tầm hơn 1m1 nha. Tán ngang cái này khoảng tầm 1m05. Quanh cái này 16 anh chị. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 35. Cái này mã số 54 nha. 54. Tôi cành nó hơi vuốt lên xíu anh chị, mình về mình muốn đẹp mình chỉnh sửa lại ha, mình chỉnh sửa cho ta cành nó đều đẹp lại xíu. Mã này mã số 54 em giao lưu với anh chị mình giá 1.400.000 nha. 1.400.000. Đấy. Rồi qua này mã số kế tiếp ha, mã số 55, cây dáng lắc lượng luôn anh chị, rất là đẹp, tàn rất là đều. Chiều cao này khoảng tầm 1m3 nha, cái này được cái ngọn cao quá nên nó tới 1m3 ra anh chị, cái ngọn nó còn quá nhiều nụ bên em không có cắt. Anh chị mình chơi thì anh chị mình để ha, còn không thì anh chị mình cắt bỏ ngay khúc này cho nó ngắn cho nó đều cây lại ha. Bên em thì để nguyên zin cây luôn. Tán ngang cái này khoảng tầm 1m2 nha, tàn cái này to nha. Tóc thân cái này thấp nên tàn rất là nhiều. Quanh cái này tới 20 lượng nha anh chị, cái này to nha. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 41. Cái này dạng tụt tóc to đặc hiếm nha, hiếm cái quanh nè. Ở đây có cái nhánh bị tét ở phần ở chi cành này anh chị ha. Anh chị mình về mình coi mình, em có xử lý rồi đó, nó không ảnh hưởng gì hết. Anh chị mình thích thì mình ấy ha, để lại. Mình tháo con keo mốt nó liền mình tháo ra ha. Mấy điểm đó anh chị mình ấy được anh chị bỏ qua giúp em nha. Trong quá trình vận chuyển thì nó cũng có sơ xuất, những cái kéo tới kéo lui nó bị chảy xước anh chị ha. Rồi đây là mã số 55 anh chị. Mã số 55 sớm em giao lưu với anh chị mình giá 1.500.000 thôi anh chị. 1.500.000 thôi. Cây này cao nha, hoành lớn nữa, hoành to nữa, đế đẹp nữa nha. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 56 nha. Dáng lắc lượng rất là đẹp luôn. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m2 hơn nha, tán ngang cây này khoảng tầm 1m1 hơn. Hoành cây này 15 nha. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 37. Cây này thì tán cành nó còn hơi mỏng, anh chị mình dễ vô dây nhôm nè, dễ mình chỉnh sửa nè. Đó, nó mỏng, dễ chỉnh sửa, nhưng mà nút nụ nó rất là nhiều nha. Nút nụ thì nó quá nhiều luôn, và to múp cũng có luôn ha. Tán cành thì nó tròn thôi, đó. Có sao thì sẽ báo về trực tiếp cho anh chị mình dễ quan sát và dễ tham khảo ha. Đây mã số 56 nha anh chị, mã số 56. Mã này em giao lưu với anh chị mình giá 1.400.000 nha. 1.400.000 có được cái co lắc lượng tại ở thân giữa anh chị, người ta uống lắc lượng rất là đẹp nè, đó. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi em qua mã số kế tiếp luôn, mã số 57 nha anh chị ha. Giáng long nha. Chiều cao cái này khoảng tầm 1m2 thôi. Tán ngang cái này khoảng tầm 1m nha. Quanh cái này 15 nha. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 32. Đấy. Nút nụ thì tương đối anh chị ha, nút nụ tương đối. Anh chị mình về có gì anh chị mình xem nút nụ mình chịu xử lý thêm giúp em nha, cho nó kịp Tết. Nói chung mình cũng chỉ là theo kiểu phương pháp tự nhiên thôi anh chị ha. Tưới nước này kia hoặc làm sao tưới dưỡng rễ này kia cho nó kích ra, cho nó ra nụ thôi, chứ cũng không có dùng phương pháp gì tốn kém nó đâu, chị yên tâm nha, pháp tự nhiên thôi. Rồi đây mã số 57 sắp em giao lưu với anh chị mình giá 1.500.000 thôi anh chị, 1.500.000. Rồi qua mã số kế tiếp, wow cái này nó trổ mặt nụ hoa xanh hết rồi nè anh chị. Khá là nhiều nha, cái này cây nở nụ hoa xanh khá là nhiều, thì em cũng báo luôn anh chị nào muốn chơi Tết sớm thì có thể mua những cái cây này nha. Đấy em báo trước, cây này dáng lắc lượng ha. Cái này chiều cao mình khoảng tầm mét, cái này chiều cao khoảng tầm 95 thôi, tán ngang mình là 1m1 nha. Cái này bộ đế cực kỳ đẹp luôn, anh chị thấy ghê không? Bộ đế quá đẹp luôn, mà được cái là nó ra nụ xanh nè anh chị, ra nụ xanh rồi. Anh chị thích chơi Tết sớm thì mình chơi ha. Hoành thì 17 nha. Được cái vào cái này 37. Anh chị nào mà ở xứ lạnh á, miền lạnh á, anh chị mình còn thời gian mà em giao nè. Anh chị mình mua cái này đi về mình chơi kịp nè anh chị, ra nút xanh thì mình chơi kịp nè. Xứ lạnh đó nha.
cái vùng miền mà chỗ anh chị nào đang lạnh á thì mình chơi có thể là kịp ha. Đấy, còn anh chị nào mà ở vùng miền mà nóng ấm á thì mình chơi không kịp đâu nha, tại vì nó nếu mà nóng ấm thì nó sẽ bung. Tại vì miền Trung với miền Bắc thì khoảng tầm 18 âm lịch này là em hết vận chuyển rồi nha anh chị. Ngày 18 này là bên bưu cục họ nghỉ rồi, họ không còn vận chuyển nữa. Đấy, nút nụ thì cũng ra xanh rồi ha, có chỗ thì nó chưa, còn có chỗ thì đã ra rồi. Rồi mã này mã 58 em để anh chị mình giá là 1,4 triệu nha. Rồi, 1,4 triệu. Tất cả các nụ đều là hoa chùm hết nha anh chị ha. Hoa chùm từ 3 đến 4 bông. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 59 nha. Đây, nút nụ đây. Chiều cao cây này dáng lắc lượng, chiều cao cây này khoảng tầm 1 m, hơn 1 m 1 nha. Tán ngang cây này khoảng tầm 1 m 1 nha. Rồi, dạ, hoành đây cây này khoảng tầm 16 anh chị, 16 hơn tới 16 thôi, đường kính bầu cây này khoảng tầm 35. Đấy. Nút nụ thì anh chị nhìn tham khảo thêm ha. Tương đối là nằm dày. Đấy. Anh chị mình về coi mình chị xử lý sao cho kịp Tết giúp em. Đây mã số 59 nha anh chị, mã số 59. Dáng lắc lượng người ta để cho anh chị mình giá là 1,3 triệu thôi anh chị ơi. Có 1,3 triệu, sếp để cho anh chị mình giá 1,3 triệu nha. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 60 nha. Rồi, 60. Chiều cao cái này khoảng tầm 1 m 1 hơn xíu ha. Tán ngang của cái này khoảng tầm 1 m thôi. Hoành cái này 17 nha. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 33. Đấy, số 60 ha. Dán lắc lượng. Tàn thì tàn vuốt lên ha anh chị ha. Về mình đẹp thì mình chỉnh sửa lại nha. Nút nụ thì anh chị mình tham khảo thêm để mình về chơi Tết ha. Đây, nụ tương đối như vậy ha. Còn hơi nhỏ xíu, đây cũng vậy. Vì mình tham khảo thêm ha. Đấy. Rồi đây mã số 60 nha anh chị. Em giao lưu với anh chị giá 1,4 triệu nha. Rồi, 1,4 triệu. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 61 nha anh chị. Dán lắc lượng để khủng khiếp luôn. Chiều cao mình khoảng tầm 1 m 1 nha. Tán ngang mình khoảng tầm 1 m thôi. Thôi cái cây này đế kinh khủng anh chị. Quá xa đế ha. Quá xa đế luôn. Hoành 18 nha. Đường kính bao cây này khoảng tầm 38 nè. Chị mình xem đế nè. Kinh khủng không? Nhưng mà tàn có chút xíu thôi mà đế thấy ghê. Ủa đế không là lại tiền anh chị ha. Nó còn ăn sâu nữa nha. Còn rất là sâu ở dưới nữa. Mã này mã số 61 nha anh chị. Mã số 61. Có co lắc lượng người ta bẻ cho mình rất là đẹp rồi ha. Đây. Người ta uống cho mình dán lắc lượng rồi. Nút nụ thì anh chị mình tham khảo thêm nha. Nút nụ thì nó còn tương đối ha. Đây. Nút nụ tương đối như vậy. Đó. Mình canh nút nụ để mình chơi Tết nha anh chị. Canh để mình xử lý dễ chơi Tết. Rồi đây mã số 61 nha anh chị. Em để anh chị mình giá 1,6 triệu nha. 1,6 triệu. Rồi rồi em qua một cây giáng long tông cao là anh chị nào thích giáng long phong thủy ha. Năm sau năm thìn, năm 2000 xuân thìn hay giáp thìn 2024 anh chị thích chơi phong thủy anh chị mình có thể mua giáng long nha. Rồng bay vào nhà luôn anh chị ơi. Sao cũng được hết ha. Chiều cao này khoảng tầm 1,4 m nha, cây này tông cao nha. Cây này tông khá là cao nha. Tán ngang cây này khoảng tầm 1 m 1 nha. Hoành 18, đường kính bầu cây này khoảng tầm 37, cây này có đế, có cổ nhỏ luôn. Đó, đế cực kỳ đẹp luôn. Co bẻ giáng long cực kỳ chắc và lực nha. Đây. Co rất là đẹp nha anh chị, giáng long lên tới trên đây luôn nè. Ngay chỗ cái ngón tay chỉ là tới ngọn này luôn. Anh chị nào thích á thì mình để cái ngọn này lại ha. Không á thì mình cắt, mình để chơi Tết thì xong thì mình hãy cắt nha, cho nó đều đẹp cây. Còn mình muốn chơi mình cứ để về luôn nha. Đó. Ở trên là giống như anh chị thấy không? Nụ quá nhiều luôn, bên em không có cắt bỏ. Anh em để hết cho anh chị mình nè. Đây ngọn cái nhánh nhỏ này không anh chị thấy nụ nè. Đó. Rập trời luôn, cái này nụ quá nhiều đây. Cái nhánh này thôi không là nó nhỏ xíu vậy nè anh chị thấy nè. Đó. Quá nhiều nụ ha. Cây này thì trên tay cành nó cũng có một số chỗ nó chỗ cái búp xanh xanh ra rồi mà nhỏ xíu hả anh chị chứ chưa có bự đâu, giống như này buông cho trấu nè. Còn đa số thì nụ nó sẽ như thế đấy. Nụ rất là nhiều luôn. Nụ giống như nụ xương cá vậy ha. Quá đã. Rồi đây mã số 62 em để anh chị mình giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Rồi anh chị thích những cái cây mà không gian giới hạn, những cái cây nhỏ lùm lực để trong nhà, anh chị có thể mua những cây này nè. Em giới thiệu sơ qua nè, cây mã số 63. Quá trời nụ nè. Quá trời nụ mà nó ra nụ xanh luôn nha. Nụ này thì có thể anh chị nào ở vùng miền mình hiện tại xứ lạnh á thì mình chơi kịp. Chiều cao cây này khoảng tầm 52 thôi anh chị ơi. Tán ngang cây này thì nó khoảng tầm 1 m. Cây này thì nó bị trục trặc ở cái ngọn thôi, nó ra cái tông vậy luôn. Hoành đây 17 nha. Được kính bầu cây này khoảng tầm 33. Đấy. Nó ra nút nụ như thế này rồi, một nụ nó ra tới tầm 6 bông nè anh chị. Đây. 6 bông. Nó cũng bung vô trấu rồi ha. Một phần nó cũng đã bung, một phần thì nó còn lại mấy nụ nhỏ nhỏ. Thì đối với những cái nụ này thì anh chị mình chơi ở vùng miền lạnh dễ chơi hơn. Chứ miền nóng, miền ấm á thì nó sẽ dễ trổ, nó mau trổ.
Đế cũng rất là đẹp ha. Đế đây cũng rất là đẹp luôn. Co lắc lượng. Này là dáng tông thấp dành cho anh chị mình không gian ở trong nhà nha, giới hạn. Rồi mã này mã số 63, em để anh chị mình giá 800 ngàn thôi, chưa tới 1 triệu nữa anh chị. Chưa tới 1 triệu luôn. 800 ngàn bao ship luôn tới nhà anh chị mình ha. Rồi mã này mã số 63 nha, em để anh chị mình 800 ha. Rồi qua mã số kế tiếp mã số 64 anh chị, 64 đi, 64. Tàn đẹp nha, tàn đều, tàn đẹp, dáng lắc lượng. Chiều cao cái này khoảng tầm mét mét hơn ha. Tán ngang cái này khoảng tầm mét 1. Rồi quanh cái này 17 anh chị. Đường kính bọc cái này khoảng tầm 38. Cái này dáng lắc lượng đẹp lắm anh chị ha, dáng lắc lượng cực kỳ đẹp luôn. Đó, nút nụ thì anh chị mình kiểm tra giùm em nha. Nụ thì nó cũng tương đối ha anh chị ha. Nó tương đối thôi. Đấy, được cái tàn thì tương đối được ha. Tùy vào cái mỗi cái sở thích của hỏi khách hàng anh chị. Có nhiều anh chị thích những cái dáng này thì anh chị mình có thể là tham khảo thêm nha. Đấy. Mã này mã số 64 nha anh chị, mã 64. Đấy, nút nụ nó hiện tại. Nói chung nút nụ cũng được anh chị ha. Không nằm khá thôi, chung nhìn nó cũng to to rồi. Rồi mã 64 này em để anh chị mình giá 1 triệu rưỡi nha. Thôi, 1 triệu rưỡi. Rồi em qua một cây kế tiếp ha, cây mã số 65 anh chị, một cây dáng long. Kết hợp với phần trên thân ngọn này lắc lượng nha. Người ta bẻ nhỏ nhỏ lại cho mình lắc lượng. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m1 ha. Tán ngang cây này thì nhỏ thôi, khoảng tầm 85 anh chị. Cái này dáng long. Hoành này thì to nha, hoành này tới 18 lần á, cây này nhỏ nhưng mà hoành tới 18 lần á. Đường kính bầu cây này 35. Cây này có một cái đế, cái củ đế cũng nhỏ nhỏ nè anh chị ha, xinh xinh đây nè. Đấy. Đế thì cũng khá đẹp ha, tay cành người ta chỉnh nhẹ nhẹ cho mình rồi. Đó, nút nụ thì anh chị thấy không? Đây. Kiểm tra giùm em ha, mình coi mình tham khảo thêm ví dụ như nút nụ này về mình kích nó như thế nào ha, tùy vào anh chị nha. Tại bên em không có hỗ trợ kích nụ cho mình, để anh chị mình tự kích luôn, tự chơi, tại anh chị mình sẽ gần cây từ đây tới Tết nhiều hơn. Rồi đây là mã số 65, em để anh chị mình giá 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi. Và đây cũng là mã số cuối của clip ngày hôm nay của mình, số bài vàng Trúc Biên. Em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều, thời gian qua đã ủng hộ và luôn theo dõi số bài vàng Trúc Biên. Em xin đại diện shop gửi đến anh chị mình năm mới dồi dào sức khỏe ha, gia đình an khang thịnh vượng, công việc thì luôn phát tài và tiền đầy túi nha anh chị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị mà có mua mai tân châu cứ liên hệ với số điện thoại là 0939 739 318 của shop mai vàng Trúc Biên nha. Địa chỉ là ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Bên em thì dù như anh chị nào mà ở tỉnh lân cận á, mà sau ngày 20 Tết á, thì bên em sau ngày 20 âm lịch á, bên em vẫn còn giao xe máy nha. Anh chị có thể là đặt từ 2 cây trở lên sẽ giao xe máy cho mình trong ngày. Cái tỉnh như Long An, Bến Tre, Vĩnh Long hay là Đồng Tháp gì đó, cái tỉnh lân cận, cái bè ở trong tỉnh luôn cũng được nha anh chị ha. Còn những anh chị nào ở miền Bắc á, thì em cũng xin báo luôn, miền Bắc, miền Trung thì tầm 18 âm lịch là bên em sẽ không còn nhận bao chuyển cây nữa, tại vì bên bưu cục họ nghỉ Tết nha anh chị ha. Và ở miền Nam thì khu vực xa xa giống như Cà Mau, Kiên Giang, tất cả tỉnh mà xa thì khoảng tầm 20 là em không có nhận nữa, tại vì 20 là bên bưu cục miền Nam họ nghỉ. Rồi anh chị mình cứ tham khảo thêm về cái phần mà ngày giao cây nhận cây nha, và tham khảo thêm cây giúp em. Em chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị mình clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha, rất mong quý vị ủng hộ cho shop mình Trúc Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.